Rồi, dạ vâng em Tùng, chào anh em. Thì hôm nay em Tùng về cái máy, cái đèn của công trường, để cho những anh em mà làm công trường không có ánh sáng, thì làm điện này và thi công ở ngoài công trường không có ánh sáng thì mình sử dụng cái đèn này để mình làm việc nha anh em. Thì nó lên ánh sáng tới 2200 lumen, và con này thì nó là có 3 cấp độ: 550 lumen, 1001 lumen và 2002 lumen. Thì cái khi mà một cục pin A5A của anh em thì anh em có thể là 2002 lumen thì 4 tiếng đồng hồ 5A, và 1001 lumen thì sử dụng 8 tiếng đồng hồ, và 550 lumen thì anh em có thể làm là 16 tiếng đồng hồ. Rồi, mình sẽ view cho anh em cái đèn. Thì cái đèn này ở Việt Nam cũng ít có hàng Mỹ về. Hàng này là hàng Mỹ về, mã của nó là 2144. Ok, mình sẽ gửi đến anh em. À, cái đèn này nó quay cho anh em là 360 độ nha anh em. Anh em có thể bỏ giữa công trình và mình sẽ sử dụng. Rồi, đây. Nó có mode điều chỉnh đây. Và pin này là pin 18V. Đây. Rồi, mở lên ha. Đấy, ánh sáng đó. Và mình điều chỉnh mode điều chỉnh này, mạnh nhất này. Xuống, xuống, xuống. Rồi, mod đây là cái mod đỡ mình soi ở phía trước. Thì nó có là đèn led ở phía trước nữa. Đây, đèn là 4 cái led ở phía trước, và trong này là led luôn. Rồi, anh em yêu thích cái đèn này thì giá của nó là 3.700.000. Hàng này là hàng Mỹ về. Cái này thì có cổng đực nè. Cổng đực này nó là điện 120, tại vì hàng Mỹ về nó là điện 120. Và nếu mà một cái đèn này sáng full hết thì nó được 4 tiếng với cục pin 5A, và sáng mà cấp độ mà 550 lumen thì nó tới 16 tiếng đồng hồ luôn nha anh em. Wow, quá đã luôn. Đây, rồi, test cho anh em xem hết cái đèn. Ok, cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em.